anh chị xíu nè. Dạ, ok 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 xin xíu nè. Yesterday I thought someone should run around.
bán nhiều không Phúc? Cho chị xí bông nước muối Phúc ơi. Cho chị bông mà có xí nước muối. Ít thôi, đừng nhiều nước. Thấy là thằng bé nó chờ chị hả?
Thế là nói là ý là kêu làm trước không chờ gì lo thì làm trước không có nói được không à. Xông hơi là không được xông lâu em nè, xông lâu quá là không còn tốt.
Ông không mê đó. Hold it.